Xin chào các bạn. Như tiêu đề mà đã viết ở trên, Canon 5D Mark 3, 5D Mark 4 hay Canon R, thì hãy nghe câu chuyện của mình để đưa ra lựa chọn cho riêng bạn nhé. Trước đây khi chuyển từ Nikon sang Canon, mình đã chọn mẫu máy ảnh là Canon 5D Mark 3. Thì phải thực sự mà nói, chiếc Canon 5D Mark 3 là một chiếc máy cầy theo đúng nghĩa luôn. Mình làm việc với nó một thời gian rất dài, và đấy là một chiếc máy ảnh mình cảm thấy là tốt nhất trong quá trình mà mình làm nghề. Thời điểm chiếc máy ảnh ra mắt, nó cũng rơi vào khoảng tầm 4-50 triệu, cũng là một giá trị rất là cao. Và khi mà từ Nikon sang Canon ấy, thì mình rất là bất ngờ với khả năng xử lý hình ảnh cũng như là màu sắc của chiếc Canon 5D Mark 3. Và cái điều mình yêu thích nhất đó chính là cái phần xử lý màu da rất là mềm mại, chuyển vùng mượt, đẹp, cũng như là tông da rất là mềm, rất dễ xử lý. Và cái ngày mà mình mới dùng 5D Mark 3, thậm chí là mình chụp về xong, mình còn không biết là phải hậu kỳ thế nào cho nó đẹp hơn nữa, bởi vì bản chất của nó đã quá là đẹp rồi. Đó. Và tất nhiên rồi, 5D Mark 4 ấy, thì sẽ là bản nâng cấp, nên là hình ảnh nó còn đẹp hơn nữa rất nhiều. Sau đó thì cuộc cách mạng máy ảnh không gương lật, thì Canon cũng chạy đua với chiếc flagship đầu tiên, đó là chiếc Canon R. Thì mình cũng sau một thời gian đắn đo suy nghĩ thì mình cũng đã quyết định đổi sang chiếc Canon R. Tại thời điểm đấy thì mình cũng rất là hy vọng nó sẽ là một cái gì đó mới mẻ. Nhưng thực sự khi mà mình chuyển sang dùng Canon R thì điều đầu tiên mình cảm nhận đó là sự thất vọng. Sự thất vọng cực kỳ lớn luôn. Thất vọng ở đây là gì thì mình sẽ so sánh với con 5D3 trước đây mình sử dụng. Chiếc Canon R, thứ nhất là về tốc độ bắt nét thì nhanh hơn, nhưng mà tốc độ chụp thì lại chậm hơn. Có nghĩa là gì? Trước đây khi mình dùng 5D3, mình chỉ cần ấn cò cái là bắt nét và chụp luôn, rất nhanh. Nhưng cảm nhận với chiếc Canon R này thì nó bắt nét khá là nhanh, chính xác hơn 5D3 nhiều. Nhưng mà khi mà mình ấn nút chụp ấy, nó lại không chụp ngay, nó lại có khoảng delay. Đấy, rất là khó chịu và ức chế. Khi mà mình đang dùng một cái mẫu máy ảnh mình cảm giác tốc độ nhanh ấy, mà lại chuyển sang một mẫu máy ảnh mà lại nó chụp nó lại chậm hơn một chút thì cực kỳ là khó chịu. Thứ hai phải nói đến là về xử lý màu sắc. Thì phải nói thực sự là trước đây khi dùng Canon 5D Mark 3, mình hoàn toàn tự tin chụp trà ảnh file gốc trực tiếp cho khách mà không cần phải qua chỉnh sửa đối với những ảnh dịch vụ, sự kiện. Nhưng khi dùng Canon R thì sao? Điều đó lại không thể. Mình phải bắt buộc về với hậu kỳ thì mới có thể tự tin trả khách được. Thì mình cũng không hiểu là do về thay đổi công nghệ hay là thay đổi điều gì mà khiến cho chiếc Canon R mang lại cái hình ảnh nó không được đẹp bằng 5D Mark 3. Thì nếu mà cho thang điểm ấy, thì mình sẽ đánh giá là Canon 5D Mark 3 chụp ăn liền ấy, file JPEG của nó phải được đến 9 điểm, còn Canon R chỉ được 7 điểm mà thôi. Về phần xử lý ảnh RAW thì Canon 5D Mark 3 chúng ta có thể sử dụng Lightroom hoặc là Camera RAW của Photoshop thì có thể xử lý được ngay rồi, rất là dễ. Nhưng mà với file RAW của Canon R ấy, nó là thế hệ RAW mới CR3, thì khi mà dùng Camera RAW hay là Lightroom ấy, thì xử lý rất là xấu. Mình chả hiểu tại sao. Thì sau đấy mình có nghiên cứu, mình thấy là riêng file RAW của Canon R thì phải sử dụng phần mềm tên là Capture One. Đó, khi sử dụng phần mềm Capture One thì phải công nhận là nó mới lêu bật được cái tông, cái màu. Khi mà sử dụng Capture One xử lý RAW CR3 ấy, thì mình mới cảm thấy được hết cái độ đẹp của file RAW. Đấy là hai điểm mà mình cảm thấy rất là hụt hẫng khi chuyển từ 5D3 sang Canon R. Nhưng bù lại thì sao? Canon R mình lại thấy rất hợp với mình, bởi vì mình quay 50% và chụp 50%, và mình có quay các cái MV cũng như là các TVC, thì đôi khi mình sẽ phải quay lốc. Mà file lốc thì ở trên Canon R có hỗ trợ, còn trên Canon còn trên chiếc 5D3 thì không có lốc, và trên chiếc 5D4 thì phải bỏ thêm tiền để mua cái hỗ trợ quay lốc.
Đấy thì đấy đã là một điểm đáng giá hơn rồi. Với chiếc Canon R, với tất cả những cái dòng máy của Canon thì mình đều đánh giá là những dòng máy rất là hay, bền bỉ, được kết cấu từ hợp kim, nên là mặc dù là mình sử dụng hàng ngày và tần suất sử dụng rất là lớn, nhưng mà cảm giác về độ bền bỉ, độ đầm chắc vẫn rất là tốt. Chỉ có một nhược điểm duy nhất là những phần cao su do tay mình nhiều mồ hôi, nên là bất kể là dòng máy nào thì nó cũng rất là nhanh bong. Và tất cả những cái dòng ống EF thế hệ cũ ấy, thì đều có sử dụng thêm cao su non ở trên những dòng ống L cao cấp ấy. Thì hiện tại đến thời điểm mình dùng bây giờ là cũng khoảng 7-8 năm thì bắt đầu nó đã bong rồi, cũng như là nó đã bị chảy ra rồi. Đấy, nó làm cho ngoại hình ống cũng khá là xấu. Cái điểm mình thích nhất ở Canon R là mặc dù là sử dụng quang ngàm với hệ thống ống kính cũ, nhưng mà tốc độ bắt nét thì cải thiện thực sự là đáng kể. Bắt nét cực kỳ nhanh và chính xác. Ngày xưa mình dùng 5D Mark 3 chụp với 85L 1.2 thì tỷ lệ bắt nét nó chỉ là khoảng tầm 60% thôi, vẫn có tỷ lệ out nét rất là lớn. Sau đấy thì mình có đổi lên 1X thì tốc độ nó nhanh hơn một chút, và nó cũng chỉ được khoảng tầm 70-75% thôi. Nhưng mà khi mình đã sử dụng chiếc 5D Mark 3 được 4 năm, và sau đó mình chuyển sang chiếc Canon R mình dùng được thêm 4 năm nữa. Mặc dù là cái thời gian mà chuyển đổi giữa hai dòng máy, mặc dù là cùng một hãng thì có sự hụt hẫng như mình nêu ở trên, nhưng mà thời gian thì sẽ thích nghi thôi. Trước đây khi mình sử dụng chiếc Canon 5D Mark 3 với độ phân giải khoảng tầm 30 megapixel thì mình dùng cảm thấy rất là phù hợp, rất là thoải mái trong quá trình in phóng cũng như là crop ảnh. Lên chiếc Canon R thì cũng có độ phân giải tương tự, là cũng rất thoải mái cho các bạn trong việc in phóng cũng như là xử lý hình ảnh. Về vấn đề trọng lượng thì tùy theo sở thích của mỗi người. Có người thì thích cầm những dòng máy to nặng đầm, còn có những người thì thích dùng những dòng máy nhỏ nhẹ. Trước đây thì mình dùng 5D3, nó cũng là một dòng máy rất là to, cầm rất là đầm chắc. Sau đấy thì mình có đổi sang dòng 1DX. Dòng 1DX thì nó nặng hơn, đầm hơn, và khi mình sử dụng ấy, kết hợp với những dòng ống đắt tiền, dòng ống L thì nó rất là nặng. Nó làm cho mình về sau mình mới phát hiện là mình bị viêm khớp, rất là đau ở cái khớp cùi chỏ, khớp ngón tay. Thế thì sau đấy thì mình phát hiện ra là không phải dùng máy đầm nặng mà sướng đâu. Thì sau đấy mình sử dụng, mình đổi sang Canon R thì thực sự là nó nhẹ hơn, nó nhỏ hơn. Khi sang Canon R thì có một cái điểm hay mà mình thích, đó là nó có ngàm sử dụng lại toàn bộ hệ thống ống kính EF cũ của Canon. Lúc đầu mua máy thì mình lựa chọn ngàm thường, và sau đấy thì mình có đổi sang ngàm có vòng ring, và mình gán cho nó là vòng ISO. Điểm này cực kỳ là tiện lợi với những bạn mà thích thay đổi thông số liên tục, hoặc là muốn kiểm soát toàn bộ thông số máy ảnh mà không cần phải vào màn hình điều chỉnh. Tại thời điểm hiện tại là năm 2024 rồi, thì mình vẫn thấy chiếc 5D Mark 3 với mức giá chỉ loanh quanh hơn 10 triệu đồng là một lựa chọn vô cùng sáng giá. Số tiền mà các bạn còn dư hãy đầu tư vào những dòng ống chất lượng cao, dòng Luxury của Canon, giúp các bạn mang lại chất lượng hình ảnh tốt nhất và đẹp nhất. Hoặc nếu tài chính dư giả hơn một chút thì các bạn hãy lựa chọn dòng 5D Mark 4, cũng như là nếu mà thiên về quay phim nhiều hơn thì hãy chọn Canon R. Chúc các bạn sẽ tìm được cho mình một chiếc máy ảnh phù hợp nhất để phục vụ công việc cũng như là đam mê. Hẹn gặp lại các bạn ở các tập sau nhé.